thôi xong rồi, coi như là siêu black là hết rồi, chú đã lấy đi hết của tôi rồi, tôi không còn sinh tồn nữa, đơn giản là chết đi thì là xong rồi. Là năm đây tôi nhớ tôi mới có 17 tuổi thôi. Khi mà mình ở một cái đất Tây Nguyên, mình không có gì để trở thành ca sĩ cả, thì lúc đấy tôi cũng định bỏ cuộc. Người ta không tin tôi và người ta không cần phải nghe tôi hát. Làm ca sĩ mà vừa thấp và vừa béo như thế này thì không được. Tôi rất là buồn, tôi nghĩ rằng thôi, cái mà để mà mình trở thành ca sĩ không có. Ở sân khấu đầu tiên của tôi thì tôi không tự tin. Nhưng mà khi bật nhạc lên và tôi đã cho mọi người thấy rằng là tôi hát nội lực tôi như thế nào. Và từ lúc đấy tôi có một cái tên rất dễ thương mà người ta tặng cho tôi là Họa Mi Núi Rừng. Tôi nghĩ là không phải Họa Mi đâu mà tôi nghĩ là tôi là Đại Bàng của Núi Rừng. Ở trong đời mà để trở thành siêu black thì tôi nghĩ là có 3 người mà tôi cần ghi nhớ. Cái người thứ nhất là tôi muốn nhắc đến là cô Linh Nga Nicadam. Thì cô ấy lôi tôi từ rẫy cà phê để học thanh nhạc. Và cái người thứ hai mà tôi muốn nhắc là anh nhạc sĩ Nguyễn Cường. Thì anh Nguyễn Cường mới nói là 20 năm nữa sẽ cũng không có một ai có giọng hát như cô này. Người thứ ba mà tôi muốn nhắc tới là anh Ngọc Tân. Lúc đấy báo chí người ta hỏi chứ, tự nhiên anh mời một ca sĩ vô danh, không ai biết cô này hết, mà cái cô này là thể hình cũng không được gì cả, mà tại sao anh dám mời cô này hát trong một cái live show lớn. Thì anh ấy lúc đấy nghe cô đó hát đi, nhìn cô đó đi, thì rồi những cái câu hỏi này nó không là cái gì cả. Tôi muốn tôi và người nhà của tôi có một cái chốn riêng, phải nói là đặc trưng Tây Nguyên ở thành phố. Nhưng mà cái sai lầm của tôi là tôi không làm được kinh doanh. Khi mà tôi làm cái quán đấy thì tôi diễn nước ngoài rất là lâu. Có lần tôi đi là cái lâu nhất của tôi là 4 tháng. Và tôi có thuê quản lý giỏi, người ta cũng không làm được gì. Tại vì nếu không có mình ở đấy thì đương nhiên rằng là sẽ không bao giờ tốt được. Tôi đã mất đi rất là nhiều thứ, tiếng tăm, và người ta đồn thổi tôi rất là nhiều. Là vì là tôi không thể nào tôi ôm đồm được hết. Tôi là nghệ sĩ mà kinh doanh thất bại là đúng rồi. Khi tôi quyết định từ Sài Gòn về quê của tôi, đấy tôi suy sụp hẳn, là tôi không muốn làm gì. Và tôi suy nghĩ là tại sao tôi lại như thế này. Tôi cũng một thời gian là thu gọn mình trong một cái góc, mà mình nghĩ là không muốn mở cái cửa đó ra. Tại vì mở cái cửa đó ra là bao nhiêu thứ nó dùng dục. Tôi chỉ có muốn nằm thôi và thiếp đi thôi. Tôi nằm 15 ngày như thế. Chị hai tôi nghĩ tôi đi rồi. Đấy khác là giống như là tôi không còn sinh tồn nữa. Tôi uống cả dốc thuốc, có thể là chú vẫn chưa cho tôi đi. Nếu như không lúc đấy bao nhiêu dốc thuốc đây thì chỉ có đi thôi. Cái hồi đấy tôi còn không hát được nên lúc đấy tôi khóc. Tôi nghĩ rằng là tôi mất hết rồi. Tôi không mở mà tại vì cái hàm của tôi nó bị cứng và tôi không hát được. Nếu như tôi không nghĩ tới người thân của tôi thì tôi nghĩ là lúc đó tôi chết rồi. Chị của tôi mới nói là thôi bây giờ em tập hát lại đi. Tôi nói không thể được, là vì tôi không mở cổ họng được. Tôi nói tôi còn không muốn nói. Hát thì làm sao tôi hát được. Tôi bị mất đi sức khỏe, tôi không còn cái gì hết. Tất cả mọi thứ nó đều rất là nặng nề. Lúc của mình to, nó cọ sát đủ thứ. Nó sẽ ra những cái bệnh huyết áp cao nè, mỡ trong máu nè, tiểu đường nè, và thấp khớp. Có thể là trí nhớ nhiều lúc tôi cũng hay quên. Lúc đó tôi rất là buồn và tôi lại một lần nữa tôi đóng cửa. Chú đã lấy đi hết của tôi rồi. Thôi xong rồi, coi như là siêu black là hết rồi. Tôi dần dần tôi suy nghĩ lại và tôi lấy lại cái ý thức. Tôi còn có 2 đứa con mà mình hãy đi tiếp. Đương nhiên là nếu mà mình muốn làm một cái việc gì đó mình phải quyết tâm, mà không phải một mình có thể làm được. Siêu Black cũng có những người bạn cũng đã ủng hộ và đồng hành cùng Siêu Black. Đấy rồi cha rồi các anh chị trong ca đoàn, người ta cũng tới, người ta cứ chơi với mình để mình cái thứ nhất là mình không buồn, cái thứ hai người ta khuyên mình nên vào ca đoàn đi, rồi tập từ từ rồi em sẽ hát được thôi. Tôi cứ nhắc tới lúc đấy là tôi khóc. Vậy sao dần tôi nghĩ rằng là tôi thương cái anh chị trong làng, người ta tới nhà tôi và người ta an ủi. Và tôi nghĩ dần tôi nên tham gia, sẽ bỏ đi cái gánh nặng mà tôi nghĩ rằng là mọi người nói với tôi như thế nào. Thì lúc đấy tôi không quan tâm gì hết, tôi chỉ cần đi tập hát và tôi đi lễ, tôi cầu xin. Từ 72 kg mà bây giờ tôi 54 kg thì tôi giảm phải
gần 20 kg. Và tôi nghĩ rằng 20 kg nó thoát ra khỏi cơ thể tôi, tôi nghĩ nó nhẹ điếc bao nhiêu. Và dần dần tôi lấy được giọng. Bây giờ là tôi vẫn hát bình thường. Sau những cái biến cố mà nó xảy ra với tôi, cái điều mà tôi chiêm nghiệm đầu tiên, người luôn chăm sóc tôi là chị hai tôi, và những người con của tôi luôn luôn quan tâm và động viên. Cái mà người ta đồn thổi, cái mà người ta dán cho tôi, những cái mà tôi không có thì nó không còn quan trọng đối với tôi nữa. Mà tôi nghĩ là sức khỏe của tôi bây giờ mới là quan trọng. Còn đứng ở đây và tôi còn có thể hát được thì đó là một cái ý chí mà tôi nghĩ tôi tự khen mình là mình đã làm được. Và tôi muốn nói ở đây là cái hạnh phúc mà tôi vẫn còn được là tôi còn hát được. Và tôi cảm ơn đời về điều đấy.